Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo vào những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ, thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống để thực hiện một số hoạt động trong bài đọc tuần 20, tuần 32. Bài 25 Đất nước chúng mình. Và chúng ta có thể quan sát lên màn hình cũng như quan sát trong sách giáo khoa. Thầy sẽ đọc mẫu bài đọc Đất nước chúng mình cho chúng ta nghe một lần. Sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại nhé. Bài đọc Đất nước chúng mình. Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật nền đỏ. Ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội Trung Sơn. Như vậy, thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe bài đọc Đất nước chúng mình. Bây giờ, chúng ta hãy dừng video và đọc lại bài đọc này cho thầy một lần. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một số từ khó ở trong bài. Những từ này chúng ta có thể khó phát âm, khó đọc. Từ đầu tiên chúng ta thấy đó là từ nền đỏ. Bây giờ thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe, sau đó chúng mình hãy cố gắng dừng video và đọc lại các từ này cho thầy. Nền đỏ. Nền đỏ. Lá cờ. Lá cờ. Đất nước. Đất nước. Lễ hội. Lễ hội. Như vậy, thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta những từ khó. Bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại những từ này nhé. Tiếp theo, bạn nào có thể cho thầy biết trong bài đọc Đất nước chúng mình được chia làm mấy đoạn? Nào, bây giờ chúng mình có thể quan sát lên màn hình cho thầy biết trong bài đọc Đất nước chúng mình được chia làm mấy đoạn? À, đúng rồi đấy các em ạ. Trước khi đến với phần luyện đọc đoạn đúng không? Thì chúng ta hãy chia đoạn cho bài đọc Đất nước của chúng mình cho thầy. Và như vậy, chúng ta sẽ thấy trong bài đọc Đất nước chúng mình, chúng ta sẽ có, đúng rồi, sẽ có 4 đoạn, đúng không? Đoạn đầu tiên của chúng ta đó sẽ là Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình, cho đến là nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, đó là đoạn 1. Đoạn 2 sẽ từ Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, cho đến những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. Đoạn 3 sẽ là đoạn tiếp theo, bắt đầu từ đất nước mình có ba miền cho đến miền Nam có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Đoạn 4 sẽ là đoạn cuối cùng, đó là trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội. Như vậy, bài đọc Đất nước chúng mình sẽ được chia làm 4 đoạn như thầy vừa chia trên màn hình. Bây giờ chúng mình hãy dừng video và đọc nối tiếp cho thầy 4 đoạn này. Và trong 4 đoạn này, đúng không? Sẽ có những câu văn khá là dài. Chúng mình sẽ chưa biết được ngắt nghĩ như thế nào, đúng không? Và thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghĩ một câu văn khá là dài.
Đó là câu Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. Đây là một câu khá là dài. Thầy sẽ chia và sẽ chia ra như sau để cho chúng ta dễ ngắt nghĩ. Chúng mình có thể nghĩ sao từ như một nửa hơi đúng không? Giống như nghĩ sao dấu phẩy. Thì ở đây chúng ta thấy Hai Bà Trưng là chúng mình thấy dấu phẩy rồi. Đây là liệt kê những anh hùng đúng không? Thì chúng ta thấy là dấu phẩy. Sau Hồ Chí Minh chúng ta thấy có ba chấm thì nghĩ lâu hơn một chút. Và hết câu đó là dấu chấm từ sau từ nhà chúng mình nghĩ đúng không? Vậy thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe, xong đó chúng mình lại dừng video và đọc lại câu khó này. Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. Như vậy thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe. Câu văn khá là dài, chúng ta có thể dừng video và đọc lại. Bây giờ thầy sẽ giải nghĩa một số từ. Từ đó là từ khí hậu. Chúng mình có thể hiểu từ khí hậu là từ như thế nào không? Chúng ta hay nghe nói đến từ khí hậu đúng không? Khí hậu nóng, khí hậu mưa đúng không? Vậy khí hậu là các đặc điểm về nắng, mưa, nhiệt độ được lặp lại hàng năm của một vùng, người ta gọi là khí hậu. À, ở đây chúng ta thấy là đặc điểm nhé, về nắng, mưa, nhiệt độ được lặp lại hàng năm của một vùng người ta gọi là khí hậu. Như ở đây chúng ta thấy hàng năm thì chúng ta thấy là có mưa, có nắng đúng, theo mùa đúng không? Lặp đi lặp lại nhiều lần người ta gọi là khí hậu. Và bây giờ chúng ta có thể dừng video và đọc lại toàn bài đọc đất nước chúng mình cho thầy. Sau khi chúng ta đọc thuần thục, luyện đọc được những từ khó cũng như những câu văn khó và cố gắng đọc thật nhiều lần, chúng mình sẽ đọc thật là nhiều lần là sẽ quen thôi. Và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta trả lời một số câu hỏi trong phần tìm hiểu bài. Bây giờ chúng mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài đọc. Và chúng mình thấy là các thẻ gồm có thẻ đầu tiên là các miền khí hậu, thẻ thứ hai là tên nước, thủ đô, lá cờ, thẻ thứ ba là những người anh hùng, thẻ thứ tư là trang phục truyền thống. Đây là nội dung của 4 đoạn đúng không? Vậy chúng mình hãy sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài. Bây giờ chúng mình lại đọc thầm lại và cho thầy biết đoạn nào thì nói về các miền khí hậu, đoạn nào thì nói về tên thủ đô, lá cờ, đoạn nào thì nói về những người anh hùng và đoạn nào là nói về những trang phục truyền thống. Chúng ta hãy sắp xếp lại theo từng đoạn trong bài đọc chúng mình vừa đọc nào. Vậy là chúng mình thấy đoạn đầu sẽ là nói về gì các em? À đúng rồi, đoạn đầu sẽ là nói về tên nước, thủ đô, lá cờ đúng không? Chúng ta thấy là đoạn đầu có nói đến tên nước mình là nước Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, lá cờ này đúng không? Có lá cờ. Và tiếp theo nếu mà theo trình tự đoạn 2 sẽ là nói về gì? À đúng rồi, những người anh hùng đúng không? Nói về Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đúng không? Và Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là đoạn 2 là nói những người anh hùng đúng không? Còn đoạn 3 chắc chắn sẽ nói về các miền và khí hậu đúng không? Và đoạn 4 nói về trang phục truyền thống. Như vậy nếu như sắp xếp các thẻ theo thứ tự trình tự trong đoạn thì chúng ta thấy là đầu tiên là số 2, xong đó là đoạn thẻ số 3, xong đó là thẻ số 1 và xong đó là thẻ cuối cùng là thẻ số 4 đúng không? Và bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết đây, lá cờ Tổ quốc ta được miêu tả như thế nào? Nào, chúng mình đọc đoạn 1 lại một lần nữa và cho thầy biết lá cờ Tổ quốc ta được tả như thế nào? À, mỗi lần treo cờ chúng mình cũng thấy lá cờ đúng không? Hoặc là những ngày lễ lớn thì chúng mình thấy lá cờ treo rất là nhiều ở các cái dọc đường. Vậy chúng mình thấy trong bài tả lá cờ có giống với chúng mình nhìn không? À, đúng rồi đúng không? Lá cờ của Tổ quốc là hình chữ nhật này, nền đỏ,
đúng không? Ở giữa có, đúng rồi, có ngôi sao năm cánh, đúng không? Đó là lá cờ được miêu tả trong bài đọc. Và chúng mình có thể quan sát lại lá cờ một lần nữa. Đây là lá cờ của chúng ta, lá cờ tổ quốc của chúng ta. Tiếp theo chúng mình sẽ trả lời câu hỏi số 3. Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? À, bây giờ chúng mình lại đọc đoạn 2 và cho thầy biết. Trong bài có nói đến một số vị anh hùng đúng không? Và chúng mình có thể cho thầy biết đó là những vị anh hùng nào? Chúng mình thường nghe những câu chuyện đúng không? Thường đọc sách báo, cũng có thể có những anh hùng chúng ta đã được đọc trong các môn tập đọc. Vậy thì chúng mình hãy cho thầy biết trong bài đọc này đã nói đến những vị anh hùng nào? Đấy, thầy đã gợi ý cho chúng ta bằng những hình ảnh này. Và bây giờ chúng mình cùng nói to những vị anh hùng trong bài đọc cho thầy nhé. Đầu tiên đó là, đúng rồi, Hai Bà Trưng, rồi đến Bà Triệu, rồi đến Trần Hưng Đạo, rồi đến Quang Trung, và cuối cùng là đúng rồi, Hồ Chí Minh, đúng không? Như vậy trong bài có nói đến các vị anh hùng như là Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và Hồ Chí Minh. Tiếp theo, bạn nào có thể cho thầy biết tên các mùa trong năm của ba miền đất nước? Tên các mùa trong năm của ba miền đất nước nhé. Tên các mùa trong năm của ba miền đất nước. Vậy chúng ta lại đọc thầm cho thầy đoạn 3 và cho thầy biết tên các mùa trong năm của ba miền đất nước. Ba miền đất nước ở đây là chúng ta thấy là miền nào và miền nào? À đúng rồi, ba miền đất nước chúng ta thấy là có miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đúng không? Vậy thì các mùa trong ba miền này như thế nào? Chúng mình thấy miền Bắc và miền Trung thì có cái mùa nó giống giống nhau, còn miền Nam thì sẽ như thế nào? À, khác một chút đúng không? Vậy thì tên các mùa trong năm của ba miền đất nước sẽ là, mỗi miền đất nước sẽ có những mùa khác nhau, và đó là miền Bắc và miền Trung, đúng không? Chúng ta thấy là miền Bắc và miền Trung thì sẽ có những mùa nó giống giống nhau. Như vậy chúng ta thấy miền Bắc và miền Trung sẽ có bốn mùa, đó là xuân, hạ, thu và đông, đúng không? Còn miền Nam, các bạn nào sống ở miền Nam thì sẽ biết đúng không? Miền Nam và hầu như Tây Nguyên cũng vậy, chúng ta thấy là chỉ có hai mùa, đó là mùa mùa mưa và mùa khô, đúng không? Đây là đặc trưng khí hậu của các miền của chúng ta. Và chúng ta có thể đọc lại bài đọc đất nước chúng mình một lần nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đến với hoạt động luyện tập, đó là tìm các tên riêng có trong bài đọc. Đây là bài đọc đất nước chúng mình có nhiều tên riêng, và chúng ta chú ý tên riêng thì thường là như thế nào? Trong chính tả chúng mình viết thì tên riêng thường là viết như thế nào? À, đúng rồi, trong chính tả chúng mình thấy tên riêng thì chúng ta cũng viết hoa, đúng không? Vậy là chúng ta thấy là trong bài đọc có rất là nhiều tên riêng đấy các em ạ. Vậy chúng mình thử tìm cho thầy các tên riêng đó nhé. Chúng ta thấy có tên riêng đó là Việt Nam, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Bắc Trung và Nam. Ngoài ra chúng ta thấy là có các cái tên riêng ở đây thì chúng ta chú ý, thường là chúng ta thấy sẽ là phải viết hoa trong các bài đọc cũng như trong chính tả, đúng không? Như vậy chúng ta thấy các tên riêng trong bài đó sẽ là Việt Nam, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Bắc, Trung, Nam. Và chúng mình sẽ làm câu hỏi thứ hai, đó là dùng từ là kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành một câu giới thiệu. Đây là hai cột, bên này chúng ta thấy cột A sẽ có các cái từ: Việt Nam, thủ đô nước mình, trang phục truyền thống của người Việt Nam, và chúng ta sẽ có ở giữa là từ là. Bên cột B sẽ là Hà Nội, áo dài đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thì chúng ta thấy là dùng từ là ở giữa nhé, để mà kết hợp giữa hai cột, đó là cột A và cột B, để tạo thành một câu giới thiệu. Giới thiệu tức là phải có từ là, đúng không?
tôi là ai này, đúng không? Hoặc là thủ đô nước mình là Việt Nam, nước mình Việt Nam là như thế nào, đúng không? Vậy thì chúng ta thử nối cho thầy nhé. Bây giờ chúng ta thử nối từ cột A sang cột B qua cái từ là, phải có từ là để tạo thành một câu giới thiệu cho thầy. Rồi, bây giờ thầy sẽ trình bày cho chúng ta quan sát xem chúng ta có làm giống với thầy hay không. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang giới thiệu, đúng không? Giới thiệu về đất nước của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ nối từ cột A sang cột B và qua từ là. Việt Nam là, đúng rồi, đất nước tươi đẹp của chúng mình, đúng không? Thủ đô nước mình là Hà Nội, đúng không? Như vậy chúng ta thấy thủ đô nước mình là Hà Nội. Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài, đúng không? Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Chúng mình thấy từ là rất là quan trọng, đúng không? Vậy là thầy cũng đã nối xong các cái từ ở cột A qua từ là đối với cột B, đúng không? Và thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài đọc đất nước chúng mình tuần 32. Bạn nào thấy hay like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.